Hello anh em, thì mình vừa mới về một con date mới, không phải date nữa mà là bootleg. Cái này là của các pháp sư nha mọi người. Đó là sẽ kết hợp giữa Decay và Ozu. Đây, cái bell thì là bell của Decay. Đây, giống y chang luôn ha. Nhưng mà nó sẽ có các họa tiết của Ozu ở đây. Đây, cái combo. Như ở đây có Tazado này. Đây là Sagozo này, Gatorata này, Katakiliba, Tatoba. Burakawani nè. Cái này nó sắp cứ bị lộn xộn ấy. Cái này của Tamashii, Butotira. Và cuối cùng là của combo ở đây. Chắc là sao sao ta combo đấy. Có mấy cái viên ngọc á thì nó là kiểu cái nhựa nhựa nhám này nè, nó khá là giống cái bản CSM 2.0 luôn. Ở phía trong á thì nó sẽ sơn vàng mã vàng kim này nè, trông khá là quý phái sang trọng nè. Thì do cái mẫu này mẫu DX mẫu Spirit cho nên nó là nó sẽ khá là khiêm tốn về mặt âm thanh, thì nó sẽ đọc được bỏ này đi à. Nói chung là sẽ có 10 10 lá cũ, 10 lá cũ DK này, Final Touch, DK Commit, Slash, Plus, Invisible Illusion, Red Katasento, lá Kamen Rider của Ozu và lá Final Attack Rider của Ozu. Đây là 10 lá cũ. Thì ngoài ra thì nó sẽ có một set 32 lá mới, là các mã mới hoàn toàn luôn. Thì mình không có mua ấy, cho nên là mình sẽ này phần với anh cho mình coi trước thôi. Đây, Tatoba. Ra C. Kinh Ozu. Cái này là cái này là người tiền nhiệm của Ozu hiện tại. Thì cái sao Henshin của sao Henshin ở trong cái bản cái rival này nó ra thì nó sẽ là cái sao Henshin trong cái phần movie 10 năm nhé. Thì Kamen Rider Gold Da. Ok. Ngoài ra thì còn có các lá như là Tassadoi Eternity rất là hay, và sau cùng là những lá Final Attack Rider của các combo. Chỉ có cái combo gốc thôi bọn nha mọi người. Tatoba này, Katakiri ba, Gatorata, Sagozo này, Sota, Butotira, Tatoba, Super Tatoba, Eternity. Này là sao summon 3 Legend Rider. Đó là Edge Amazon với lại là Stronger. Đó này cũng không đọc được nha mọi người. Cái số lượng của nó rất là hạn chế. Và cuối cùng là lá 7 combo. Cái này là trong phần movie 21 con bị đai nha mọi người. Khi mà AZ phân thân ra rồi biến thành một lúc 7 combo. Rất là hay luôn. Mình sẽ lên cái video về về cái sao này sao nha. Ok. Hết đấy không? Yes. Đâu quên. Để cho mọi người chiên cái hình bằng lá ô dự. Ok. Ở đâu rồi?
Ok, bây giờ mình sẽ đá nhẹ một cái qua qua cây mấy lá mới chứ chứ biến hình đó cho ta cái ba. Ok, khá là tuyệt. Thôi lỡ rồi thì mình sẽ lựa lại một combo nào đó. Tamasi, Tamasi nha. Ok. Tamasi combo là Taka, Imagine với lại Sucker. Ok. Cái bọn này là mình mua của nhờ người bạn mình đặt từ ở đợt bên Trung về, cho nên nó là nếu mà mọi người muốn mua thì mình có thể liên hệ cái shop chuyên về order ấy để đặt, hoặc là liên hệ ông bạn mình là ông Trần Anh Lây, Trần Anh Lây nha mọi người, thì không biết là ông còn đặt hay không, nhưng mà mọi người cứ tham khảo giá thì tầm khoảng 390 tới 450 ngàn gì đó, tùy tùy vào các set set card nó đi cùng ấy. Rồi ok, cảm ơn mọi người.